Trung tâm Đồ Gỗ Văn Sáu xin kính chào quý vị, rất vui khi được trở lại cùng quý vị. Và lời nói đầu tiên, Trung tâm Đồ Gỗ Văn Sáu xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị đã luôn theo dõi và ủng hộ cho kênh Đồ Gỗ Văn Sáu, cũng như là luôn luôn tin tưởng lựa chọn những sản phẩm của trung tâm. Và trong video lần này, chúng tôi xin được chia sẻ cho quý vị một video ngắn về việc đi lắp đặt một bộ bàn ghế và một bộ giường cho gia đình anh chị ở khu vực Thái Nguyên. Và bộ bàn ghế này thì được làm bằng gỗ lát, còn bộ giường thì được làm bằng gỗ sồi Nga. Bàn ghế sẽ được quét lại cho sạch sẽ và sẽ được bọc qua một lớp túi bóng để bảo vệ sản phẩm trong quá trình di chuyển. Bộ bàn ghế được phun phủ một lớp PU cao cấp để tạo độ bóng cho sản phẩm. Như quý vị đang thấy trên video thì bộ bàn ghế được thiết kế rất công phu, rất tỉ mỉ và đẹp. Các họa tiết ở trên sản phẩm cũng rất là nổi bật. Vì bộ bàn này có kèm thêm một kính cho nên là sẽ được bọc rất là cẩn thận. Sau khi bọc và lau chùi cẩn thận thì bộ bàn ghế được xếp lên xe để mang đến cho nhà của gia chủ. Bộ bàn ghế bằng gỗ lát thì quý vị mua sẽ có 6 món, là một ghế dài, hai ghế ngắn, một bàn và hai đôn. Bộ giường bằng chất liệu sồi Nga cũng được bọc rất là cẩn thận.
các sản phẩm được bọc và lau chùi rất cẩn thận, đủ để quý vị thấy sự tận tâm cũng như là trách nhiệm đối với những cái sản phẩm mà gửi đến cho quý vị của Trung tâm Đồ Gỗ Văn Sáu. Và bộ bàn ghế cũng như là bộ giường đã được chuyển đến nhà của gia chủ. Và hai anh chị này sau khi qua được bên Trung tâm Đồ Gỗ Tư Vấn thì cũng đã quyết định mua sản phẩm. Theo thông tin tôi được biết từ bên anh chị thì căn nhà này cũng vừa mới được xây xong, tất cả mọi thứ đều rất là mới, từ những chiếc tivi đến màu sơn đến những cầu thang. Trần thạch cao nhìn rất sang trọng. Và quý vị quan tâm đến những cái sản phẩm của Trung tâm Đồ Gỗ Văn Sáu thì ở khu vực Thái Nguyên thì có thể đến với địa chỉ là số nhà 407 đường Hoàng Quốc Việt, Trung Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên để được tận mắt chiêm ngưỡng những cái sản phẩm từ trung tâm và lựa chọn rất nhiều sản phẩm về bàn ghế, tủ giường cũng như là kệ tivi, sập và các tượng gỗ cùng với những đồ thờ, ví dụ như là bàn thờ và các lọ hoa cùng với các phụ kiện đồ thờ khác. Gia đình của anh chị này được thiết kế theo kiểu hiện đại, từ những chiếc rèm và cửa thì được thiết kế rất sang trọng. Bộ cầu thang thì cũng rất đẹp. Việc đo đạc và sắp xếp những cái vị trí để bàn ghế trong nhà như thế nào cho hợp lý, cho đẹp thì cũng là một vấn đề rất là quan trọng, thì sẽ làm cho không gian phòng khách của bạn thêm sang trọng hơn, đẹp đẽ hơn. Và mỗi lần khách đến chơi nhà thì sẽ tôn lên vẻ đẳng cấp của gia đình quý vị. Sản phẩm bộ bàn ghế này thì những cái chun vân rất là đẹp. Tạo nên nét nổi bật. Sau khi đã hoàn thiện xong bộ bàn ghế cho gia chủ thì tiếp theo lắp đến bộ giường.
Và trong không gian phòng ngủ này thì cũng vẫn đang có rất là nhiều đồ đạc vướng nên tôi không thể di chuyển các góc quay khác cho quý vị xem được. Quy trình lắp một cái giường thì cũng mất vào khoảng 15 đến 20 phút. Và sản phẩm giường thì trung tâm đồ gỗ cũng có rất là nhiều mẫu mã chủng loại và những chất liệu gỗ khác nhau, thiết kế hoa văn họa tiết khác nhau. Quý khách nào quan tâm đến những sản phẩm của trung tâm đồ gỗ Văn Sáu thì hãy nhấc máy liên hệ đến số điện thoại 0968152070 hoặc 0972282070 để được tìm hiểu những sản phẩm từ trung tâm. Và chiếc giường cũng được lắp ráp hoàn thiện. Sau đây quý vị sẽ được chiêm ngưỡng hai sản phẩm. Và quý vị xem video nhớ đăng ký và ủng hộ cho kênh Trung tâm đồ gỗ Văn Sáu. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các video tiếp theo.